trước chắc vòng vòng khu đây là cái khu này là nghĩa trang hả chú ha? Chào mà. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì tại mình đang ở một cái khu nghĩa trang, cái này chắc mình nghĩ cũng lâu rồi. Nằm ở quận 2. Xung quanh là cũng có nhà dân ở rồi. Ở đây cũng có rất nhiều ngôi mộ, và đặc biệt là cũng còn những ngôi mộ chưa lấy. Mình đi phía bên kia thì có nhiều ngôi mộ người ta đã lấy một phần rồi, còn đa phần ở đây thì vẫn còn rải rác. Thì hôm nay mình tới là biết được nơi đây có hai ngôi mộ cổ khá là lâu, hai ngôi mộ đá vôi luôn. Có một cái chú này, khi mà tìm tới chú nói là khu mộ của ông bố và ông gì hả chú ha? Bố ông Án. Ông bố ông Án. Ở đây là người ta còn thờ cúng nhiều không chú? Còn. Sao mình không xây cái miếu mà xây chỉ có cái nhiêu đây hả chú ạ? Thì từ đây thấy vậy thì nó người ta bỏ rồi mình lấy mình để vô mình thờ. Dạ. Chú là ở đây lâu chưa chú? Mấy chục năm à? Mấy chục năm rồi. Năm. Dạ. Đây tôi hồi đó tôi còn mã đây, còn mã đây luôn là nay là mấy chục năm nay. À là chú làm mã làm đồ chăm sóc đồ đây ha, coi ngõ ha. Ừ. Cho tới rồi thấy một số ngôi mộ người ta cũng bắt đầu ta lấy đi chưa? Chắc đúng, là người ta đang giải tỏa khu vực này ha. Đúng rồi, lấy đi. Nhìn ở đây cũng kiểu nó tâm linh xấu à? Chứ đây là có cái cây lên, nhìn khá là kiểu tâm linh. Hơn là xung quanh rồi người ta cũng sống xung quanh rồi, là dân cư cũng tương đối đông đúc, nhưng mà chính giữa này nhìn nó cũng kiểu ám đạm buổi chiều. Ai tới cầu xin đề luôn không? Số má gì từ lưa đây nè. Ngày hôm nay đồng hành video với mình có anh Dũng, chào cả nhà. YouTube TV 886. Thì được biết là có một ngôi mộ đá vôi gọi là ô dứa cả nhà, ngày xưa rất là to luôn, to dữ lắm. Nên mình thấy cũng rất là thú vị, muốn tìm tới đây để mà coi ngôi mộ nó như thế nào. Và đặc biệt hơn là cháu thấy là nghe nói là khu mộ đây á, vì nó to và nó kiểu mà xa hoa tráng lệ theo kiểu ngày xưa quá, nên là có người tìm tới để đào chợ mộ đúng chú? Ngôi mộ này nghe nói là có người đào chợ mộ đúng không? Đúng rồi. Vì nó to quá mà. Rồi tại vì cháu có coi một bạn kêu là mộ đó to quá, cứ nghĩ là rất là nhiều tiền vàng. Nên là hồi đó cái gì đây? Quần quá giọt đây. Như cái cặp nào đi vô đây rồi là không bỏ luôn á. Đó cũng như các bạn nhìn thấy, để đi tìm được cái khu mộ này không phải là một chuyện dễ dàng nha các bạn. Anh em mình phải nhờ một chú ở địa phương và bụi lùm rất là coi cao. Coi chừng cái bộ quanh ở vườn đó trời, cái vàng không à. Ồ, phía trong đây cũng có mộ mã. Có cây mọc âm tùm luôn. Chánh mộ người ta viết chánh mộ thôi. Đi đi, nó nằm phía đây như rồi. Thì ở đây là cái xung quanh cái cây cối bao phủ thôi. Nếu mà ở ngoài nhìn vào thì chắc có thể nào mà chúng ta phát hiện được. Ở đây cũng có những ngôi mộ mà xây cũng mình nghĩ cũng khá lâu, có lẽ là 5-75 hồi trước đó. Ở bên kia có một số ngôi mộ đá vôi. Chú cứ đứng đó đi. Chú đứng đó, cháu đi tới đây xíu rồi cháu tới đi theo chú. Mộ nè, đây là những bộ phần mà không có đá. Chú xin bước qua xíu ra không? Chú đứng đó chú nha, để cháu qua đây xíu. Ở cái này lá giang là quý nè, chiều có ăn thịt gà. Chiều có ăn thịt gà hai mớ, lát nữa hai mớ về. Ồ đúng, hai cái mộ đây hả? To khủng luôn. Đi đường bên này dễ hơn chú ơi. Chú ở đây dễ hơn nè chú ơi. Đây, đây là những ngôi mộ mà mình nghĩ rất là lâu. Những khu mộ đất không có tấm bia nào cả, nhưng mà cũng tương đối sạch sẽ. Mình nghĩ chắc là vẫn còn người thân khi Tết đó, người ta tới ta dãy mộ. Nên là còn tới mùa mưa lại, có nghĩ là cỏ sẽ mọc bao quanh lại. Đá ong không nha? Mùa đá ong, mùa này anh nghĩ lâu rồi đó. Lâu rồi đó, đá ong khoảng tầm 100 năm đến dưỡng. Khi người ta xây nhà người ta cũng chừa lại một phần của hai ngôi mộ, người ta cũng không dám xây bưng vít ra. Nói chứ ở thì ở, nhưng mà khi người ta đã nằm xuống lâu rồi, chứng tỏ của đất của người ta, người sống mình cũng nên tôn trọng. Dành thì dành, với dành người đã mất thì mất phước dữ lắm. Để tìm mỗi khu mộ như thế này nó cũng không phải là điều đơn giản. Thậm chí biết vị trí rồi nhưng mà cũng khó tìm vào.
tại vì xung quanh là cây cối bao phủ che chắn hết mọi lối. Như mọi người thấy đó, cái chỗ mình đứng là gần như là cây xanh bao phủ hết luôn. Thì trước mặt cả nhà là tổng thể hai ngôi mộ rất là to. Chú ở đây là tổng thể là khi mà từ nhỏ tới lớn là chú ở đây luôn hay là từ phương nào tới hả chú ạ? Ba mấy năm, 40 năm. Ba mấy năm, 40 năm rồi, dệt chứng tỏ cũng lâu lắm rồi đó. Dạ. À, lúc mà chú mới tới là chú thấy hai ngôi mộ này chưa hay là được cây cối nó bao phủ hết rồi chú? Thấy rồi. Thấy rồi. Là lúc đó chắc cây cối này nó cũng chưa có nhiều, nó chỉ là cây bụi thôi chứ đúng không? Đúng rồi. Mã này giờ ta còn dọn mà ta vẫn có người dọn. Có người dọn. Là cái thời điểm đó chú mà coi cái nghĩa trang nơi đây á, thì lúc đó là người ta nói là mộ này là của ông nào chú? Lúc này chú nói là ông bố ông Án hả? Bố ông Án. Bố ông Án. Mà ngôi mộ này nếu mà cháu nhìn sơ qua thôi thì không dám mà là gọi là cho ra cái điều nó chính xác, nhưng mà theo cái hai ngôi mộ này thì nó bèo nhất cũng phải là 170 đến 180 đô lên. Đúng rồi, chứ không dưới nha, gọi là bèo nhất. Hậu đây là còn rừng mà đâu có nhà cửa có gì mà dạ. có mã này đâu. Tại vì cái kiểu cách này cháu đi miền Tây hoặc là một số khu mộ của cái bữa là anh có qua thành phố có một ngôi mộ cũng na ná xây kiểu này, kiểu mái nhà và giống như một ngôi nhà nhỏ vậy đó. Nhưng mà người ta nói, có người nói là của công chúa người Xiêm rồi đủ thứ đó, không có cho ra một cái chính xác. Nhưng mà anh nghĩ có thể là những cái bậc nào đó ít nhất là phải có danh có tiếng chứ phải giàu không mới xây được một kiểu này. Đúng rồi. Đồ giàu thì giàu thời đó, thì nếu như là trước anh cứ nghĩ là nhà giàu là bá hộ này nọ ta sẽ xây được hết hoặc là địa chủ rồi, nhưng mà cũng chưa chắc, tại vì không phải là ai cũng xây được một kiểu đó dành cho vua chúa hoặc quan thần này nọ. Và đặc biệt là những cái vua dứa thì nó lại khan hiếm, tuy là có thể là tiền đánh đổi được nhưng mà thời đó khan hiếm lắm. Để mà làm thì giữa cái hoa văn giống gì rồng nè, những búp sen này, rồi đặc biệt là cái máy nè, anh nghĩ ở đây có thể là ông với bà chứ là thì ông với bà đó. Ông Án ông bố là sao? Anh nghĩ là thường là mộ đôi là ông với bà là nhiều. Ở khu vực miền Tây á, tầm Vĩnh Long rồi cũng có những khu mộ thế này mà to, rất là to, cũng y hệt gì nè. Nhưng mà do quá trình á là lâu năm quá đó thì bắt đầu không còn giữ được. Nó xuống cấp rất là trầm trọng. Mà đặc biệt là phải nói là hai cái ngôi mộ này khi mình quan sát như thế này nó gần như là nó còn nguyên vẹn luôn, tầm 80%. Cái cơ bản của cấu trúc ngôi mộ, những cái khung thành ôm mộ này, rồi những cái đó sen, những cái trụ nó gần như là còn tới 80%, chứng tỏ nó còn khá là nguyên vẹn. Giờ mình sẽ vào bắt đầu thì từng khám phá từng ngôi mộ, nói về cho mọi người biết rõ hơn. Lúc trước là cháu nghe thông tin nói là hai ngôi mộ này từng bị đập phá hoặc là cái đào vàng, là nó có thật không chú ạ? Không có nghe vụ đào, cứng quá ai đào. Cứ nhắc à. Có một trong hai ngôi mộ có một cái vết đập. Tại vì bế có cho con đi vòng vòng con. Nhưng mà nếu như cái vô dưới này nó cứng lắm, nó có đơn giản mà để mà đưa đứng cho độ đập không? Ở đây nè. Đây. Dấu đập. Nhưng mà em biết không, cái xi măng, cái đá, nhất là cái đá đó, em đưa cái đục đó, em đục xuống từng nấc theo đó thì tự nhiên nó chẻ luôn, nó rất là dễ. Nó rất là dễ, gọi là cái nguồn năng lực đó, nó tẹt được cục đá hoặc xi măng cũng vậy. Nhưng mà đối với cái vô dứa này thì anh tìm hiểu quay lâu giờ, anh tìm hiểu càng lâu về sau anh thấy nó rất là hay. Tại vì mỗi lần chúng ta đục đẽo vào á thì những cái lực đó, khi đục vào nó ra triệt tiêu luôn. Và đặc biệt là nó cũng thấm nước rất là kỹ, kể cả nước mặn luôn. Thì người kêu là rất là bền, nhưng mà có hai dạng đó nha. Cái này mình cũng xin nói thêm, tại vì tối về mình cũng bắt nghiên cứu lại. Tại vì có nhiều cô chú anh chị khán giả đó có cho mình thêm cái kinh nghiệm nên mình thấy cũng khá là hay, mà mình muốn tìm hiểu lại. Thì cái gì cũng vậy, tại sao nó quá cứng như thế này mà vẫn còn loang lổ và hư? Thì mọi người biết rồi, không có gì tồn tại với thời gian, nó tàn phá dữ dằn lắm.
cho dù chúng ta có làm gì chăng nữa thì cũng không thể nào tránh khỏi. Thứ nhất là đất sụt lún nè, hai nữa là nắng mưa nó nhiều quá thì đương nhiên nó không thể nào mà nó không bị bào mòn không như thế này được. Chứ còn khi mà chúng ta đập phá như những người chợ mộ thì nếu mà đập á, để mà lấy một tấm bia thôi, lúc trước mình có xuống Long An mình coi người ta đập mộ chợ không phải coi, mà khi mà người ta đập rồi mình coi lại những cái vết đó là gần như họ không thể lấy được tấm bia ra. Nó khó một khó là chắc là chắc luôn đó. Xung quanh đây là đáng lý là sẽ có một cái tấm bia đá, cái này thì không biết sao là không còn cái gì cả, nhưng mà những khu mộ ở Long An là có một tấm bia đá và đá bằng đá trắng, và khi người ta đập á không cách nào để mà gỡ được cái tấm bia đó ra, không cách nào luôn. Và ngôi mộ đó là chay người ta chỉ đập một góc thì nghe nói là cũng không có đào được gì tại vì nó quá cứng. Thì phía sau lưng mình là hai ngôi mộ và nó là rất là to và gần như nó còn nguyên vẹn tới 80% từ những cái khung thành. Khi bước vào là có cổng nè, cổng trụ và hai tấm bức bình phong. Tuy là những cái hoa văn nó không còn nữa nhưng mà về cái cấu trúc thì nó gần như là 80% nha. Tại vì hoa văn thì đương nhiên cái thời gian hàng trăm năm, cái này bèo lắm thì nó cũng phải tầm 180 đến 200 năm đổ lên chứ không giúp chứ đâu. Tất cả những cái này là đều bằng vôi dứa, nhưng mà có mình tìm hiểu nữa là cái vôi dứa nó có hai loại. Nếu mà do là cái ô dứa, chất lượng ô dứa ngày xưa người ta làm á, nó không có phải là nó nhiều đâu cả nhà, nên người ta bắt buộc là lấy dây cái tơ hồng người ta làm và phải ủ đến 8 đến 10 ngày mới ra cái chất nhựa đó để mà trộn chung với vôi sò. Mà cái sò đó đặc biệt không làm bằng vôi chín mà làm bằng vôi sống. Vôi sống người ta có thể làm lấy cái vôi từ nguyên liệu như là vỏ sò, vỏ hến người ta nghiền nha, thì ra cái đó cũng là vôi á. Rồi cát, mật mía, nhựa đường. Và có lúc đầu tiên người ta tạo ra những cái ô dưới thế này mà để bền á, là lúc đó là cây dứa nó, ô dứa nó còn nhiều và đặc biệt người ta dùng cây chính. Còn sau này mà có những cái ngôi mộ ô dứa mà nó dễ bào mòn cái thời gian á, là người ta dùng một chất liệu khác, nên là có những ngôi mộ nó còn rất là lâu và có những ngôi mộ thì nó dễ vỡ lắm, nên mọi người biết sao là tại sao là cũng là ô dứa, nên có cái nó còn nguyên rồi có cái là nó lon lỗ hết. Nên thật ra ô dứa chính của nó rất là chính nha. Và tới tận bây giờ luôn thì cái những cái nghiên cứu và để làm ra một cái này nó không còn tồn tại nữa, nhiều người cũng đã nghiên cứu rồi. Xi măng không ăn thua, mọi người biết để cái xi măng đó thật ra người ta xây nhà không biết là nói cho vui nha, thì không biết là cái sau này cái công trình kiến trúc người ta xây người ta có ăn gian bớt hay không, hoặc có dùng đồ giả đồ ấy được không. Nói là hơi nó vui vui xíu, nhưng mà về mà một căn nhà mà xây thì đương nhiên nó không thể nào nó bằng ô dứa với chất liệu bây giờ được, tại vì những cái này nó đều trên trăm năm hết. Nhưng mà còn ô dứa thì cũng đặc biệt hơn là cũng chưa thấy ai xây nhà ô dứa, thì đa phần là xây những cái ngôi mộ hoặc là miếu đình nhỏ nhỏ chứ cũng chưa thấy ai xây nhà. Nhưng tại vì nó cái nguyên vật liệu thời điểm đó nó rất là khó tìm và nó rất là quý hiếm, nhất là ô dứa. Rồi mặt mí, rồi mặt ốc, rồi sáp nữa, nó đủ nó nhiều cái lắm. Và đây là cái toàn bộ, mình sẽ quay sơ hết một xíu đi hết để nói về cho mọi người xem. Tới đây là không biết có xa không á, xa anh Quý đi theo anh Quý coi chừng là đang có tiếng. Mỗi lần mà đi vô những ngôi mộ như thế này á mọi người, cái cảm giác nó rất là lâng lâng, tại vì để tìm kiếm một cái gì đó những cái xưa mà những cái mà người ta chưa từng biết đến á, mọi người biết để bỏ rất nhiều công sức và tìm hiểu. Còn quay thì biết không ai coi đâu, không ai coi nhiều, nhưng mà đây là những cái gì mình thích và những cái gì mình lưu giữ, tại vì biết đâu được là thời gian nữa có khi là không còn đâu, tại vì có nhiều ngôi mộ, nhiều ngôi nhà cổ mình quay nó đã tình trạng đó rồi. Đây là cái phần mái mà nó giống như là một cái mái nhà hoặc là mái đình chùa ngày xưa. Xung quanh nó là có những cái ô giống như ô cửa sổ vậy đó. Hai bên đây là có cái hình chữ nhật xuống giống như hai câu đối liễn mà mình nghĩ chắc chắn là lúc đó nó có chữ, nhưng mà bây giờ là đã màu mòn rồi. Và xây hai ngôi mộ này mình nghĩ khá mỹ miều. Thì khi tới đây á, chị có biết là qua chú nói á, tôi dính kẹo cao su hay gì? Nhựa. Nhựa gì? Biết. Kẹo cao su. Ấy. Ông nội nào ăn kẹo cao su nhớ chú ý nha. Hồi nãy anh với mày mới ngồi uống nước mía, hay là cái đứa con gái đó nó thấy mình tới nó chơi sắc không ta? Anh ngồi đúng cái ghế đó luôn á. Anh nó đang nhai rồi nó thấy mình tới nó cố tình nó nhét phái để mình ngồi.
Ở thì đây là cái bức bình phong sau rất là to nha, đa phần những cái cấu trúc của ngôi mộ đây tầm 50 đến 60. Và ở dưới người ta cũng vậy, người ta lót và ta đổ như tất cả bằng vôi dưới hết. Và đặc biệt cái khu đất này nó cũng tương đối cứng nên nó không sụp nền. Chứ một số ngôi mộ là nó sụp xuống, nó khiến cho ngôi mộ bị xiên vẹo hoặc này nọ. Nhưng mà theo anh nghĩ là mộ này mộ ông hay mộ bà? Anh tả nữ hữu. Anh nghĩ là có thể là mộ vợ chồng. Nhưng mà bên đây là mộ ông đúng không? Ừ. Bên đây mộ to hơn nè, bên đây mộ hơi nhỏ. Nếu mà tính từ từ trong ra ngoài thì bên tay trái sẽ là mộ ông. Em đừng đi sát anh quá. Nếu có những câu chuyện nào đó mình tìm là mình không mua vô tình mình lướt qua luôn. Cái bức bình phong sau nè, ở đây mình nghĩ chắc có nhiều hoa văn và đây hai câu chữ, hoặc là có bông đào cúc trúc mai đó, người ta thường xây nè. Bên đây cái góc bên đây còn cái nét chữ nè, còn luôn hả nè, thấy không? Không, cái này là chỉ cái đường lưới giống như ta trang trí vậy đó. Nhưng mà cái anh thấy bên đây cái vài bên đây nó có cái hoa văn còn đẹp nữa ha nè, cái hoa văn nè, mây uống lượn. Ở đây thì nó trơn tru, nó không có hoa văn gì hết. Bây giờ thì cô mộ những cái mái nè nó gần như là còn rất là nguyên vẹn. Nhưng mà phía sau này em thấy có đá tổ ong nè anh. Cái đá tổ ong đó là một khu mộ khác, chứ thật ra tới đây là người ta đã khoanh vùng rồi, ít có khu mộ nào làm. Không biết đâu là cái dòng thành nữa sao. Từ ngồi ít có từ ngồi. Có một số ngôi mộ mà của quan cấp cao rồi mà ở Đồng Nai thì có. Có đúng một cái đó thôi, là có từ ngoài thôi. Ở đứng đang quay góc độ vô đây, quay góc độ vô đây sẽ thấy được cái phần mộ, phần đá. Bên đây cái mộ bên đây tới thì sát quá. Đừng tới sát quá. Cái mộ bên đây thì anh thấy có cái cửa sổ nó khác cái cửa sổ bên kia không? Bên kia là tròn. Cửa tròn đúng không? Cửa tròn. Đây là cửa vuông. Cửa vuông. Mà mình đứng bên kia mình thấy ngôi mộ bên kia to hơn. Mình qua đây mình thấy ngôi mộ bên đây là to hơn. Nhưng mà cái máy bên đây nó lại khác cái máy bên kia. Đúng rồi. Máy bên đây nhiều chi tiết hơn. Có thể không, là anh nghĩ cũng vậy mà đều nó bị sập á. Không, ở trên nó vẫn còn kìa, còn chớp kìa. Còn cái góc chớp kìa. Qua đây thì nó còn là nó chưa mất. Thật ra nó bị sập á. Nó có thể là do cây cối đồ mỗi hay là mưa đồ á. Mưa gió là có khi là nó thổi từ bên đây qua bên kia đó, gọi là ví dụ như em nghĩ tại sao có những ngôi mộ mà một bên thì nó bị lỗ bong chóc từ lâu hết, còn một bên thì nó vẫn nguyên. Anh nghĩ thứ nhất là do cái hướng mặt trời chiếu vô góc mưa nè, vô góc gió đồ nó tạt phía bên nào thì nó hứng, nó chịu. Và đây là những cái lỗ mà mình nghĩ có thể là cố tình đào hoặc đập, không thật sự. Đấy, những cái lỗ này cố tình đập nhưng mà không xin nhê, chứ này cái này nó không tự vỡ đâu nha, nó vỡ là nó phải sụp xuống, nó vỡ từng mảng luôn. Và đây là những cái vết mà nó bị nứt vào phía bên trong, mình nghĩ chắc là cũng do thời tiết gì đó thôi đó. Chứ còn ngoài ra cũng đục là đục kiểu này hay là phá góc kia. Nhưng mà mình cũng xin nói trước nha, là với những người mà có ý định chờ mộ, thứ nhất là đã tổn hại mộ rồi, nó rất là mất phước. Cái này nói về tâm linh, luật nhân quả nó rất là mất phước. Hai nữa là về cái pháp luật thì đã quy phạm pháp luật. Và ba nữa là nói thẳng luôn với cái vị luôn là đạo ngày xưa thì không biết như thế nào, chứ còn từ khi mình biết một số người đào mộ và mình từng nói chuyện với họ, đa phần là những cái mộ đào lên rất là cực khổ, nhưng mà nó không có cái gì ngoài những cái mà để tùy táng chôn theo, nó rất là đơn giản luôn. Đôi lúc chỉ có một vài miếng vải hoặc là nó còn sót lại, hoặc một vài đồng tiền, hoặc một số ít thôi, rất ít của cái người lúc đó còn sống, thì người nhà ta gọi là để tùy táng theo luôn, cái người chủ luôn, chứ còn rất là ít. Và để đào đó cũng không phải là đào bưng cả khu mộ gì để đào được đâu, không có. Những khu mộ này thật ra nó có chốt khăn hôi, nếu mà mình mở bí mật nó ra thì nó phiền phức nhiều cái. Nó có những cái chốt máu rất là dễ, khi mọi người mà chỉ cần tìm được một cái chốt máu đó thôi là vô rất là dễ. Nhưng mà rất là khó, tại vì nó đều có những cái bí mật riêng từng ngôi mộ nha. Chứ không phải là đi tìm kiếm một đọc từ lưu ngôi mộ ra cũng tìm cái đâu. Tại ở dưới nó là một khối bê tông. Cái khu mộ này tìm kiếm những cái hoa văn, những chi tiết, những chữ thì nó cũng không còn nhiều đâu. Nó chỉ còn cơ bản là cái cấu trúc ngôi mộ.
mình nãy giờ em quý là có đứng trên cao quay mình đi làm vòng á, thì mọi người có thể quan sát được đó, những cái hoa sen này. Hoa sen này thì đẹp hơn những hoa sen trước là làm van, nó cũng là cánh sen nhưng mà nó có cong lại gì giống như những cái vằn mây vậy đó, giống như vằn mây vậy đó, hình thù cái sen nhưng mà nó bầu lên giống như cái vằn mây vậy. Thấy không, có vôi nè, có san hô nữa, trong đây có san hô nữa nha. Cái này bắt buộc có san hô. Tại san hô này vôi mà. Cái chất vôi. Cái này vôi này các bạn. San hô á. Vỏ sò cũng là vôi mà. San hô mình đập nhĩ nó là vôi sống. Rồi đương nhiên rồi, có sạn. Đây san hô đây, em bóp này em thấy nè. Có san hô nè. Tuy mà nhìn nó mục như thế này nhưng mà thật ra nó rất là cứng nha. Mình cố tình mình kéo luôn cho nó gãy, gãy không được, một chi tiết nhỏ như thôi. Này bự hơn anh. Nè thấy không? Có san hô đó. Này là san hô các bạn. Là toàn bộ khu mộ đây là bằng hợp chất dước nha các bạn. Mà nó nằm ở trong luôn túc lúc đây, phải nói đây, cái nguyên cả khu của nó nè, nhìn rất là to. Qua chú kia đứng là chú kia đứng mới cái chính giữa mộ thôi, còn giao bà kia nữa. Hai cái máy này chứng tỏ chủ nhân ngày xưa thì mình có thể là mình, để mà tìm hiểu chính xác thì không có thể nào mà biết chính xác người đó là ai, nhưng mà khi về cái độ giàu có rồi này nọ thì nhưng mà rồi, theo cái suy đó nghĩ là chắc con bự đó, mới theo cái suy luận của anh em mình đã từng đi quay những cái ngôi mộ cổ rất là nhiều thì có thể là của một nhà giàu, tại vì nhà giàu mới xây theo cái kiểu cách giống như mấy nhà. Còn những vị quan, vị tướng là theo cái kiểu vôi phục với lại ngư miên, tức là cháu nằm ngủ á. Mà tùy theo giai đoạn nữa. Tùy theo cái giai đoạn. Có cái ông ở dưới Vĩnh Long, ông xây một ngôi mộ mà có hai con rồng. Mỗi hai con mộ hai bên. Không biết là cô vợ chồng sao mà có ngôi mộ là có con rồng nằm ở trên ngôi mộ mà dòng bằng đá rất là đẹp. Thời điểm đó nói chung là do người ta thích sao người ta ấy gì, nhưng mà cho dù mộ to mà lớn giờ mọi người thấy nó cũng thứ nhất chìm vào quên lãng, nếu mà ít ai biết tới hoặc là nhiều khi là cũng không có ai thương khói luôn. Mà tới đây mình nghĩ chắc là có bà con ở đó ta cúng, ta cũng cúng nè, bánh trái này nọ nè, ở đây cũng có người tới cúng hả chú? Dạo có bà con cháu chút xíu giờ này mà còn bà con là cũng ghê lắm đó nha. Mấy trăm năm mà cái còn này chén bát người ta cúng vẫn còn nguyên luôn. Bánh trái đổ dơ dứt là hai ngôi mộ, không biết là của vợ chồng hay không, nhưng mà chú nói là của ông Án ông Bố. Bức bình phong này thì còn kêu ông Bố ông Án. Ông Án ông Bố, ông Bố ông Án. Bố ông Án. Rồi đây là những cái bức bình phong này vẫn còn hậu văn, nó mờ. To thì hậu văn còn rất là chi tiết luôn này các bạn. Có thể là hình hoa mai đào chút nhũ. Một cái miếng này nè. Đấy. Cái vòng tròn này nó là một bức tranh. Có một điều rất là có, không biết là thật hư thế nào. Mình đã từng quay một ngôi mộ ở Vĩnh Long. Mà đặc biệt khu mộ đó to nha, khu mộ này chưa sinh dê. Nó không là gì so với khu mộ đây tuy là to nhưng mà so ra nó không có sinh dê là so khu mộ Vĩnh Long. Tại vì mỗi bức sen như thế này. Mỗi bức sen như thế này nó to bằng một người. Là lúc đó là mình đi với anh Phú, là anh bước lên đây, mình kêu anh bước lên coi thử đo được bao nhiêu, là anh bước lên là anh chỉ có, anh còn nhỏ hơn cái bút sen này nữa, thì chứng tỏ mọi người biết cái khu mộ đó rất là to. Và cái ngôi mộ đó về cái tương truyền là người đó giàu nhất cái Vĩnh Long cái thời điểm đó. Và ở dưới đây cái này thì không có như cái kiểu đó, tại vì ngôi mộ này tương đối là cũng có thể nhỏ hơn. Là ở dưới đây nè, có một cái sàn đây, là nó có một cái hầm, ở dưới đó có một cái hầm và có cầu thang để đi xuống luôn, có cầu thang đi xuống. Rồi sau này con cháu là nghĩ là có vàng nên đào lên thì thấy có hầm nhưng mà không ai dám xuống. Rồi tại vì gia tộc kêu là ông bà đã yên nghỉ rồi, thôi thì để đó chứ đừng có ham hối gì cả. Rồi có những câu chuyện liên quan về ngôi mộ đó là tại vì sao mình có nhắc tới cái chỗ vòng tròn này đây. Là lúc đó là có một cái ông nào đó, ông đi chăn bò, ông đi qua, ông ngồi nghỉ, ông dựa vào đây. Và vô tình một miếng gạch trong đây luôn. Tại cái đó là khi nó ám vào là nó không phải là hoa văn mà là một miếng gạch sứ rất là to, giống như cái dĩa vậy đó. Rớt nó dớt ra. Và trong đó dớt ra luôn là khoảng hơn 40 cây vàng, hơn 40 cục, gọi là mỗi cục là một cây. Hơn 40 cây với cái gì nữa. Là ông đó cũng bắt đầu giàu từ đó luôn. Và câu chuyện về ngôi mộ vàng đó là nó lan truyền
gần như cái thời điểm đó rất là nóng ở Vĩnh Long. Nhưng mà không phải là ngôi mộ nào cũng có đâu. Tại vì đa phần ngôi mộ ngày xưa, những ngôi mộ của ông Trịnh Hội Đức á, ông Trịnh Hội Đức mà mình quay Đồng Nai cho nhà, cũng đã từng bị đào nhưng mà không đào được. Những khu mộ lân cận của ông thật ra là theo những cái tư liệu ghi lại đó là những ngôi mộ gọi là chôn để trắng nghiệm, là có mấy mộ giả chôn để trắng nghiệm. Ở đó thì khi người ta đào lên đó thì có những như cái kim khí, rồi tóc, một chấm vần áo, rồi một ít mà gọi là kim mộc thủy hỏa thổ đá rồi cả nha, rồi những mảnh bạc, mảnh vàng tí thôi, đó chỉ được nhiêu đó. Chứ còn ngoài ra thì không còn cái gì khác. Còn để mà thôi cũng kể thêm một câu chuyện đào vàng nữa rất là mắc cười. Cái ông chú nhà bên cạnh mình thấy người ta đào vàng thì nghe tin là đào là rất có nhiều vàng thì giàu, nhưng mà ông cũng tham gia vào cái chuyến đào đó. Và khi đào được một ngôi mộ cổ lên đó, đi được 20 ngày á, bắt đầu ông về, giờ ông hỏi anh đi lâu giờ có thấy gì không, lúc ông đưa mấy cái đồng bằng vàng, vàng mà vàng y hệt luôn, rút cuộc đó không phải là vàng mà lúc đó là mấy cái hột áo ngày xưa bằng đồng của người ta. Đào về là con cái y rằng là đổ da bệnh, đổ da bệnh nha. Lúc đó là ớn quá thì anh ta là mới đem bỏ hết, và lúc đó là cũng giả từ luôn cái nghề đào vàng. Và đặc biệt là những khu mộ ở Bình Thuận to như thế này cũng có, thì lúc đó là cũng có người đào vàng, nhưng mà đào thì hình như là cũng chả có gì. Lúc cái thời điểm năm 9 mấy rồi á, là mộ thì khắp nơi, cái thời điểm đó mộ nó còn nằm trên mặt đất rất là nhiều, tại vùng đất Bình Thuận là đất cát mà, nên khi mà những cái người đó làm ăn cũng cực khổ lắm, người ta cũng ước mơ chứ, ước mơ để mà đi tìm kiếm những khu mộ để có vàng để đào. Nhưng mà thật ra khi đào lên thì đa phần không có gì là nhiều. Mình muốn cho mọi người thấy rõ hơn một xíu là mình đứng lên trên cái tảng đá này, trên cái cổng dòng thành phía trước của Bắc Bình Phong, phía bên trái khi nhìn vào mình đứng đây thì có thể thấy được toàn bộ cái cảnh của hai ngôi mộ đá vôi rất là to, xung quanh được bao phủ bởi cây cối. Và đây có một cái ngôi chùa. Thì như thế này thì mọi người có thể nhìn vào thì làm sao mà có thể tìm được, đúng không? Làm sao có thể tìm được cái lối vào hoặc là cái vị trí chính xác. Và được biết hai ngôi mộ này cũng đã được nhà nước mình để mắt tới và được bảo tồn rồi, nên là cũng làm rất là sạch sẽ. Đây, làm rất là sạch sẽ luôn. Những cái trụ sen còn nguyên si, chỉ có những cái trụ mà đứng như thế này đã bị mất một phần nè. Thật ra phía trên nó còn nữa nhưng mà bị mất. Vừa vào đây thấy là mọi người có thể thấy được. Sau khi mà mỗi lần em mà đi quay mộ mà tìm những ngôi mộ thế này, cảm giác nó sao? Hỏi lại. Anh hỏi lại đi. Quay kiểu này giống như đang đóng phim, hỏi xong quên mất tiêu. Anh hỏi lại đi. Anh muốn hỏi quý là em tới đây á, là mỗi lần mà đi quay những khu mộ thế này mà tìm được những khu mộ to bự như thế này, thấy cái cảm giác trong lòng nó sao? Cảm giác như là tìm được một cái gì đó để mình lưu giữ về những cái khu mộ cổ. Cảm giác mà khi mà lần đầu tiên khi mà mình tìm được những cái vết tích xưa mà ông bà đã để lại cho con cháu hậu thế đời sau, những cái ngôi mộ cổ như thế này, rồi biết đâu đó những cái đời cháu chắt của những cái ngôi mộ này có thể biết được là tại cái vùng đất này có những cái, có một cái ngôi mộ mà có khi là cái người nhà đó là tưởng chừng như là mất lạc mồ lạc mã đó. Đâu người già vậy nữa, người nhà không bao giờ còn người nhà nữa. Làm sao mà còn nổi người nhà. Nhưng mà cảm giác thì rất là có thể là cảm giác mình lâng lâng, tại vì mình là người những người yêu thích những ngôi mộ như thế này, những cái gốc tích xưa. Và để cho quay lên để cho mọi người cũng như là những ai mà yêu thích mộ cổ thì có thể biết luôn cái vị trí này có những ngôi mộ như thế này còn tồn tại. Và cũng rất là mong nhà nước mình có một cái gì đó đưa ra chính sách gì đó để mà bảo tồn lại những khu mộ như thế này. Tại vì rất là ít, ở ngoài Huế đổ ra thì còn, ngoài Huế đặc biệt Huế thì còn bảo tồn cũng khá là nhiều. Nhưng mà mình thấy là cũng xuống cấp theo thời gian. Và đa phần thì ở phía Bắc thì mình chưa ra, nhưng mà mình thấy một số ngôi mộ gần như đó cũng bắt đầu nó cũng tàn theo thời gian rồi. Nó không còn nhiều do cái sự mà trộm cắp những cái con lân hoặc những con chó đá
hoặc những cái gì ở nổi trội ngôi mộ thì người ta tưởng đâu là cổ quý hiếm, nhưng thật ra hiếm thì cũng đúng là hiếm mà lâu đời thì cũng như lâu đời rồi. Nhưng mà mọi người mà có lấy ra ngoài bán thị trường giá có bao nhiêu, nó cũng chả bao nhiêu. Hai nữa là mọi người cái tác hại của nó là làm đi cái vẻ đẹp, nó mất đi, nó rất là tiếc luôn. Cái cổ áo nó bứt vào nào rồi trời. Nhưng mà đối với những cái ngôi mộ cổ này đó các bạn, thì đây cũng là được xem một cái chứng tích của lịch sử, cũng như là một cái kiến trúc về nghệ thuật, về những cái ngôi mộ cổ đã tồn tại cách đây khoảng 200 năm cho đến ngày nay nha các bạn. Đẹp. Hai mộ, hai cổng vào, hai bức bình phong. Khu mộ làm lên một cái cảnh quan của nó rất là tuyệt. Giờ những khu mộ mà cái máy như thế này còn rất hiếm. Thật ra Bình Thuận Anh là mộ cũng na ná gì, cũng tầm thời đó, anh xác định cũng tầm thời Triều Nguyễn thôi chứ không xa. Tại vì nó khá giống, nếu nãy giờ anh quan sát chị là khá giống. Nhưng mà do Bình Thuận Anh đó là đất cát, nên là đất cát thì nó không thể nào bền vững cái thời gian. Không phải là không bền vững được mà đất cát nó dễ sụt lún. Thời gian bắt đầu mưa gió nó xói mòn, nó sụp xuống thì những cái phần cấu trúc của ngôi mộ là bắt đầu nó cũng sụp xuống luôn, và nó bị hư hạo hại rất là nhiều, nó gần như rất nghiêm trọng. Còn những khu mộ này thì ra nó rất là giống ở quên nếu quan sát ở ngoài vào. Và bây giờ là khu mộ đã chìm gần như trong biển cát hết, nó chỉ còn lòi lên nhìn được cái máy thôi. Em không tin lúc nào em về Bình Thuận anh dắt em đi là thấy những cái chớp máy này nó còn nằm dưới cát rất là nhiều, nó nổi lên. Và đặc biệt là những toàn bộ khu mộ này nó bị chìm dưới hết theo năm tháng là nó không còn. Và đây là quận 2, ngang một góc chùa ở cái chỗ này rồi chỗ nào mất kia. Mình cũng rất mong nếu là nơi đây được giữ gìn, nó tôn tạo lại thì cũng rất là đẹp. Nơi đây là Thành Mỹ Lợi. Thành Mỹ Lợi à. Người thì càng ngày càng đông, đất thì ngày càng hẹp. Nhưng thật ra nói thì nói là câu nói là kiểu ấy thôi, thật ra nó còn nhiều chỗ để ở lắm. Điều đó là mọi người bu vào những thành phố nhiều quá, nên là phá hoại những cái nơi nó gần như là như những ngôi nhà ở thành phố. Ngày xưa cũng có những ngôi nhà Pháp đẹp lắm nha, mà người ta vẫn phá lên và xây cái mới. Hoặc là những khu mộ cổ nằm vào những cái vùng đất vàng, nó mất đi thật là đáng tiếc luôn. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó, những cái cảnh khu mộ là nó bị tàn phá này theo thời gian thôi, chứ thực ra khi người ta đục thì cũng không đục được bao nhiêu. Nhưng mà hai tấm bia này anh nghĩ là bia đá, nhưng có lẽ là bị đục lấy rồi. Tại vì những khu mộ đá mà ở dưới đá vôi á, vôi dưới thế này mà dưới miền Tây á, do người ta làm cái này nó quá là dài ra, bia thì lọt phía bên trong nên khi đục nó rất khó. Còn này người ta làm nó cạn á, làm bề ngoài á, nên nó dễ là bị đào phá thế này. Đi một vòng nữa, mát mẻ quá.